Xin chào cả nhà, sáng nay là ngày 10 tháng 11 năm 2024 nha cả nhà. Dưa leo đẹp 8.000. Đây là chợ lúc 6 giờ sáng nha cả nhà. 6 giờ sáng thì các vựa người ta sổ rất là rẻ luôn. Dưa leo đẹp 8.000. Đây là khu dãy ô. Dưa leo 7.000, bí xanh 8.000, bí xanh đẹp nhất sẽ có giá 12.000 nha cả nhà. Bí xanh đẹp nhất thì trái nào ra trái nấy thì có giá là 12.000 bí xanh nha cả nhà. Bí xanh 12.000, bầu 14.000 là bầu đẹp nhất. Bịch như vậy là anh bán 10kg nha cả nhà, 100.000 bịch 10kg. Thì người ta bỏ bịch người ta đứng như vậy nha cả nhà, thì bịch bịch như vậy mình lại mình xách mình đi 10.000 một ký, một bịch liền 10kg. Đây là dãy O, dãy E và dãy Y. Bí xanh đẹp sẽ có giá 12.000, bầu đẹp 14.000. Đậu bắp đẹp nhất sẽ có giá 18.000 nha cả nhà. Đậu bắp đẹp nhất 18.000 một ký. Ngò sáng nay rất là rẻ, 10.000 một ký, ngò miền Tây. Bước hương 7.000, bước hương đẹp nhất là có giá 10.000. Bí xanh đẹp nhất nha cả nhà, trái nào trái nấy thì nó đẹp đẹp hết, điều hết là 12.000 một ký. Đu đủ vàng 9.000. Ớt 45.000. Cà chua đẹp nhất có giá 25.000. Mầm tơi 10.000. Mầm tơi 10.000 một ký. Mầm tơi 10.000 một bó nha cả nhà. Một bó tầm nửa ký, 20.000 một ký. Cây dúng bán lẻ 15.000 một ký. Sỉ là 50.000 năm ký. Rau quế sỉ 35.000. Rau quế nha cả nhà. Cúng cây có giá 50.000 một ký. Rau quế thì 35.000. Cúng cây bữa nay có giá nha cả nhà, 50.000 một ký. Mướp 7.000. Mướp đẹp nhất sẽ có giá 10.000. Mướp hương đẹp nhất nha cả nhà. Mướp hương xanh đẹp nhất là 10.000. Cà pháo tím 7.000. Cà pháo tím nha cả nhà. Cà pháo trắng sẽ có giá 10.000. Dưa leo 8.000. Đậu ve 20.000. Đậu ve vườn. Đây là củ dễ E và dễ E. Xoài keo cả nhà 7.000. Sáng nay củ hoa không có hàng nha cả nhà. Củ hoa đẹp là 25.000 một ký mà không có hàng nha cả nhà. Trung bình sẽ là 17.000 một ký. Sáng nay hàng rất là nhiều luôn, củ dễ E và dễ Y nha cả nhà. Cà tím 7.000. Cà tím tròn. Đậu rồng 10.000. Dưa leo 8.000. Chanh không hạt 60.000. Chanh có hạt 130.000. Tắc nhỏ 5.000, tắc lớn 9.000. Bầu đẹp nhất có giá là 14.000 nha cả nhà. Bầu đẹp nhất, bí xanh đẹp nhất là 12.000. Yeah.
đậu bắp 18.000, đậu bắp đẹp nhất 18.000 một ký. Đây mình vô mình tìm củ qua nha, không có củ qua nha cả nhà. Củ qua đẹp nhất là có giá 25.000 trở lên nha cả nhà. Trung bình sẽ là 17.000. Ức sim 30.000. Ức sừng 35.000. Bí hồ lô 9.000. Ức chuông 30.000. Nấm rơm 80.000 một ký. Ức sừng 35.000. Bí hồ lô 10.000, bí hồ lô. Gừng 20.000, gừng sỉ, gừng gừng sẻ nha cả nhà. Gừng non giá 20.000. Củ sắn 10.000. Đây là cô bán củ nha cả nhà. Củ sắn 10.000. Đây là củ cải trắng Đắk Nông nha cả nhà. Nhỏ nhất sẽ là 2.000, trung bình sẽ 4.000, và loại đẹp nhất, to nhất đó là 5.000. Hành tây 50.000 5 ký. Đây là mình vô trong lòng chợ nha cả nhà. Đây cảnh trong lòng chợ nha. Ngò gai 25.000 một ký. Cuốn cây 40.000. Rau quế 35.000. Dắp cá 20.000. Ngò rí 10.000 một ký. Xà lách tròn 25.000. Su su 10.000. Dưa cải 8.000. Cải bó xôi 25.000. Dưa cải Cần Thơ 8.000 một ký. Em trai đang bỏ vô cả nhà. 8.000 một ký dưa cải Cần Thơ. Cà pháo xanh 8.000. Dưa cải Cần Thơ 8.000. Su su 10.000. Đậu ve vườn 20.000. Bắp sú trắng đẹp nhất sẽ có giá 15.000. Cải thảo 8.000. Cải thảo bữa nay thấy hạ giá nha cả nhà. Với lại cải dưa thì mình thấy bữa nay hạ giá. Hành hương vườn 30.000 một ký. Ngò 5.000 một bó, 10.000 một ký nha cả nhà. Bắp sú trung bình sẽ có giá 12.000. Xà lách tròn 25.000. Gai lưới nhà lồng 35.000. Xà lách nha cả nhà. Đẹp nhất 30.000 cửa dưới gai lưới lồng. Dưa leo 7.000. Cà chua 50.000 5 ký. Bí hồ lô 9.000. Ức chuông 25.000. Củ dền nhỏ 10. Củ dền nhỏ 50.000 10 ký. Củ dền lớn sẽ có giá 10.000. Cà tím 50.000 10 ký. Cà tím đẹp nhất sẽ có giá 10.000. Hành 20.000 một bó 1 ký nha cả nhà. Hành hương sẽ 30.000. Đây là dãy chợ nha. Trong lòng chợ nha cả nhà. Mình thấy giá gai lưới bữa nay rất là cao nha cả nhà. Gai lưới nhà lồng sẽ là có giá 30.000. Củ sắn 10.000. Củ sắn nha cả nhà, có giá 10.000. Thì video mình tới đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà muốn cập nhật cái gì bình luận mình bên dưới nha, mình sẽ trả lời nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà trong video tiếp theo.